thì dạo gần đây thì Miu nhận được rất là nhiều inbox mà các chị em luôn thắc mắc hỏi Miu là sử dụng gì mà cái body của Miu là trắng sáng mịn màng quá vậy. Thì nhân tiện hôm nay Miu làm luôn một cái video chia sẻ cho mấy chị em một cái loại sản phẩm mà Miu đang sử dụng mà khiến cho chị em ai cũng thắc mắc hỏi nha. Em này phải nói là khá là xịn sò luôn. Chắc chắn các chị em nhìn cái hộp thôi thì đã biết cái loại sản phẩm này nó cao cấp rồi phải không nào. Đây là cái em body Cook Gold 24k em Perfect của nhà Mizone Cosmetics. Đây, và mình sẽ mở hộp ra cho các bạn coi. Đó, một cái hộp rất là xịn sò, một cái màu vàng gold như thế này nè. Thì đây là một cái dòng kem mà các thành phần chính như là vàng 24k nhập khẩu từ Pháp nè, chiết xuất từ nha đam, dưỡng ẩm cao, alpha arbutin dưỡng ẩm rất là cao luôn. Đồng thời thì nó kết hợp với collagen tươi giúp cải thiện cái độ đàn hồi, làm cho da của các bạn là săn chắc hơn. Thì công dụng của em này á, thì nó sẽ giúp cho da của chị em là dưỡng trắng cao hơn so với những cái loại body thông thường khác. Nó sẽ cấp ẩm cho da nè và nuôi dưỡng cái làn da của chúng ta là luôn mềm mịn hơn và tăng cường sức sống cho da, chống cho da của các bạn là bị lão hóa nè, mạnh nhất luôn, giúp nuôi dưỡng làn da và phục hồi da hư tổn nữa. Đồng thời nó thúc đẩy sản sinh collagen, elastin dưới da, cung cấp yến và collagen tươi cho da, giúp da của các bạn lúc nào cũng săn chắc và đàn hồi hơn. Và sau đây thì Miu sẽ test cái em kem này lên da cho các bạn xem, cũng giống như là coi cái chất kem của nó như thế nào nha. Và sau đây thì chúng ta xem chất kem của em nó. Đây là cái chất kem của em nó nè, rất là mềm mịn và rất là thơm luôn. Thì mỗi ngày thì chúng ta nên sử dụng 2 lần vào buổi sáng và tối để có cái kết quả tốt nhất nha. Và khi mà kem này khi mà thoa vào da thì cảm giác rất là mát, rất là thẩm thấu vào da luôn, không có gây cảm giác bết rít hay gây cảm giác khó chịu gì cả. Thoa đến đâu thì kem thấm đến đó, đặc biệt là không lộ vân kem, trắng thật không trắng ảo nha cả nhà. Đấy, khi mà các bạn mà thoa vào da thì nó có một cái độ makeup nhẹ cho da, làm cho da bật tông ngay khi sử dụng luôn. Và bạn nào đang muốn có một cái làn da trắng sáng, tự tin, diện những cái trang phục màu nổi thì không nên bỏ qua cái em body Cúc Yến 24k của nhà Mizone nha.